iPhone 11 chính hãng giờ bán ra sao? Ngay từ thời điểm mở bán iPhone đầu tháng 11 năm nay, chiến lược tiếp cận người dùng Việt cũng đã có sự thay đổi lớn so với những năm trước. Các hệ thống lớn đều tung chiêu tặng quà, giảm tiền trực tiếp từ 1 đến 3 triệu đồng khi người dùng đặt mua iPhone mới. Đây là lần đầu tiên kể từ thế hệ iPhone đầu tiên đến nay, các hệ thống bán lẻ lớn đã chủ động giảm giá bán đối với mặt hàng được xem là bán chạy nhất. Chiến lược mới này đã giúp cho iPhone 11 series khởi sắc trong những ngày đầu lên kệ thị trường Việt tổng các đơn hàng từ những hệ thống lớn đã chạm mốc hơn 30.000 đơn, gấp 3 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên sau một tháng, các nhà bán lẻ cho biết, sức mua iPhone 11 mới của Apple đã bắt đầu chứng lại, lý giải cho việc giảm sức mua. Vị đại diện này cho biết, những người thực sự có nhu cầu đã xuống tiền ngay những ngày đầu tháng bởi được giảm giá nhiều khi đặt hàng và có thêm quà tặng. Chưa kể nhiều người đã mua máy trước khi hàng chính hãng lên kệ nên số lượng người mua máy hiện tại rất ít, hầu như chỉ là người thực sự muốn đổi máy hoặc bắt buộc phải mua máy mới tuy sức mua có giảm nhiều nhưng ghi nhận chung đều cho rằng so với năm ngoái sức mua năm nay tốt hơn hẳn bởi iphone mới có nhiều cải tiến thu hút sự quan tâm của người dùng